Ê nhà ơi chớ ê nhà ơi nó rơi ê nhà mang ôn na hô ca ôn na mới ê nhà chàng ra gió ê nhà ơi hô ma ngài à gia ba con à nhớ ra vừa vừa hồ mà này mang à nhớ lại vừa cả ba ê nhà ra nhỏ ê nhà ơi ơi hát ta dùng à em đang bận thế nhá. Chị na ê nhá có ta thiêng à mà đồng ơ dùng ơ nhớ mà là quá nơ khu ca nhớ bê chia khổ ngà vây giò rể nhá ê nhá ý chớ lời mời hồ mà này gặp ma u nan đều ngồi là bụi ra giờ ổn na gặp ma u na ê ngã ý hào hạt lá lo những em ở mặt na nói điều nó cho hơn ra giờ ổn na lời à nói mền na rầy thương lời à đau thiang à đô cay na ngã nó ni à ơn na ra nhỏ ê nhà gặp mà un má em có chờ lời chào xin chào tất cả mọi người biết là trời ra giờ un chờ bao thương gặp mà u na em kết bàn chờ nó hay đưa mình quen mặt ngày ngày đứng quên nhau đi giữa thuồng chờ con những thần em bữa sau lại bữa dâm cầm cân là đang cầm vàng vàng rồi ra nền thuộc ê nhà ra thô cho lầm ra địa ba sau à sốt nhà tí bố mẹ mình
lọt lăng à phải sưới bún còn phong đô cuộn ra rửa thưởng tê ngà nó ý kết bàn nó hay đưa cho tình cảm càng ngày càng gần nhau giữa nó hơi mơ chi ra mơ rì ra mơ nó mơ cho un hơ mang mình đều gặp nhau mãi mãi rì nhà đầy à mơ hôm nay an gặp mà thật cả đời anh quên ra hay nọ ô mặt nà có giọt nà răng ơ chàng ơ hay răng ê nhà bồ chó cả nó răng rì đà thuồng hả ơi con mang kết bàn cả đôi bên nhau nên thuồng ơi hồn à y mang giường đã cửa đôi à mình à đều à kết bàn đà nó hay đầu à tiên gặp ma u na chờ đôi à mình hỏi à thầm mà đi rửa nó u na đầu à tiên à, má gặp má u na hỏi lá lo hỏi thăm un bố thật tê mượn à, nà về là ni à, un bố ế nga à, cô chữ hỏi à tham à, thì à, un à, bố cho là thuận nhau em hỏi bộ cho to chữ mà hỏi vẹt hỏi võ mà thương nhau giữa ủn hơi ủn y đã bố thật đầy nhá ơi ủn y ở mương vàng về lỡ dùng lũng mà nay em gặp un mượn vàng ngày nào điền thăm xó mà thầm láng mượn em mà cô hãy thuộc hơn un ai mơ đi ra thăm đồn điệu thăm quê quan bên thăm
chồng của em mà con dừa thường mượn un con mượn khó đặt nương nhà mặt anh ý bỏ về lỡ làng un trời chẳng gò rề nhà ơi chê chỉ đất khó mượn nghèo hà em vì tình cam hào với quê em mà rồi nọ ơi giờ là ngày nó dơ rằng là rằng át long anh về nhà nà mà dùng cho long na ưa ra cho anh ngày chờ xó mềm mà đời họ ăn để về là mang em mà đi rửa thuồng em nhà mang chờ mang lắm mà chờ mừng nôn ngày nào đồ ăn đều về là quê em mà đi rửa nọ quay ra luôn mà đi ở bên đấy à chưa kia là ngày nọ đầu tiên anh hỏi là bộ thật hay đưa em họ mong mai ngày ngày mà thường cô ngày nọ ngày nọ em la chi chuyên đi nọ hơi thường em un bố thật cái lời hỏi thăm mà hư hay nọ em đã mà thăm đất chữ ngõ đông hỏi thăm un đã có chung răng chùa un bù ếng cơ hỏi thăm un bù ếng nhá ơi un y có cho cùng cho ngôn quan đời hai ếng ơi bỏ ếng măng chờ lắm mà chờ mừng nôn ngày nào an an rau mận chôn qua em cũng giờ ủn ngày nào anh lên nhà tân của em ồn về la răng mặn dầu chữ mặn con mình bụi vặn nghe ý đều phải thuộc cuồng hay nọ chẳng lo điều gì mày nhớ ồn về
chi na y hay đi văn na nghe lô rơi khi nào un về bồ na cho un na y thông cho ra à em ơi thì à em à y lo lắm đà nó ơi chị lo tình ngờ cảm mình ngờ rồi xa nhau đã nên buồn nao chờ lo điều để mình nhớ ơi mà thương lo ngâu na má cho lo ngà ê nhà ra ê nhà ơi thì à nà ơi un có hỏi đời ngơ rồi bố cho về là nó hỏi à em nhá bố lại cho un à có nghe nhá ơi un à chưa hãy hát à nhiều lời như em đại à em ơi em nghĩ à chưa hạt chưa nhiều lưỡi nhưng mà gặp ma u này rồi rất bụi ra nên ồn nào anh y hay hạt à lỗ rơi nhưng mà ồn mới gặp mà là nữa đâu này đi nhỏ thế à mê nga à, có nữ mặn ơ khá có duyên mình ơ gặp bà mình ơ đều là bụi ra giờ ổn ơ dạ là chơi dù à em chỉ à mơ mình à chỉ chơi dùng một lúc à, đi ở à mà nó quá lửa ruột nhớ khi mà khởi đa nền ổn à ơi em còn à mơ mình à chơi dùng chờ chó liêu phàm khi lưỡi đại cha đặt nơ chiều cho chẳng nửa nền ủn nơ ủn đi mơ đi đã mơ nó mơ cơ mơ là mơ nhà hù mơ duyên chẳng hà gió ê nhớ những à mơ á con nửa nó hơi bơi ủn đã có bạn đời đã anh rồi nên ủn hòa bài đeo đi đại nhà ơi đôi mẹ nhà ta dùng cứ đeo đi chơi ra nhỏ anh ơi mẹ à chi à má hát na dùng à đưa lá quen là bụi vẫn na nghe đưa mà nhớ nhau thôi giờ nó nhưng à con à về là tình cảm chờ riêng từ ủn à em mình mồi à đưa thế là mùa nơi à rồi nên ủn à cho rể nhu ni la mò la ca ca mương đưa về lê nhà nhung ba
gặp mà u na anh chín na tiệc chờ mưa cười tiệc nhặt chúng an bạn đời mà em ra nền nọ đi ôn hỏi má thăm với nó hơi đưa em hà bố ôn rồi đều thùng về là nó hà ta chơi hà ta dùng bố ngơ ca cháu nói thăm em nhờ có vợ có ôn hỏi má anh bố chờ cho liệu những em chẳng ăn đi cơm về chiều mà em nữa giờ nọ ơi nhưng anh hỏi bố đã nọ ơi mà là khi ôn thương an một nửa đời anh chẳng cô ngày nọ ôn ai thương chỉ nà ra thương mưa anh hơi cứ dùng chế đỡ lửa mà lò ra anh buồn không em lành ngặt chữ nhớ từ chị nhà em còn đời còn chờ duyên em ra nền thuộng thì cả đi mình là lại của cả đời rồi mình hát chờ còn tìm mà chị nhà em mang hào đi xin mà là hàng đại nọ ơi mắt thím thọt rằng chàng hãy rằng bố vai cho mẹ nhà un ưa nhưng đừng mà thương khó em nữa hay ủng nổi giữ lê mãi ấm gia đình nhà em mà đi hay nọ ủng đi thương lại đây nhá ơi nói lắm nói lời nhà chỉ đủ anh chín tiệc chờ mưa khơi ùn chữ giang dơ cuộc đời mày nghe thường đi hay nọ chờ rằng để nhà thì mà thương lo ùn mà sao đã răng
chứ mận khá nhưng có duyên gặp lại u na anh mai bụi rồi nên nọ có đêm em đắp chì quăng ngã qua em vừa chạy lại tuồng mà có em rồi nên tuồng ngã hôi u na anh hộp ngã trôi luôn luôn anh nghĩ mày ôn tên bạn đôi là hằng là nên ngã nó hơi mơ chi ra mơ đi ra mơ nó mơ anh rể nhớ bạn là đôi mắt à cho em à đều à mà chúng chiềng mình chúng à lời chữ mà nói rồi tên bạn à đời khổ thân này à đi hay nọ cái gì mẹ nhạt chưa lát lo vài đỡ tình em nga họ hào tình chung như hôn đã có buồn hôn đã lù rồi nên thuồng cha tình em chỉ mặt hột lời ăn ngồi mẫn ôn ôn tình bạn đôi người ta rồi nên nó thì à ôn à con à bia ra con ơ con ơ yàng à lời bố mẹ nói đã cha thả rồi ai ai nhà bữa ngày mình con à bè con à con khổ cho lưới đất à nhón mình tính đuổi đi giữa nà một nhà người mình ở một nhà phương ở mặt thế nhớ thì đỡ ôn à đời anh là anh hơi ôn em à mình mà một cha đưa một nhà mường lời thường thiêng nhớ thì mình nhường cho nhau đã giữa nó hơi nhưng con ăn kiếp mà ở đời ổn đừng nhặt đi mà đầu đuôi em họ hay nó hơi ở đâu chỉ làm mẹ nhà ơi mẹ nhà y quạt na dùng đôi á lời cho vui thôi mẹ nhà ơi em nhà mơ mà đỡ đi dùng chỗ chiêng đó là cương hạt na ta cả đứa mỏ bây giờ nha em ra nền nọ ngày à đó anh đi chơ vò chơ chiêng hỏi thăm bao nhà hôn đưa mà trời ra nhỏ anh ơi hãy đưa anh mà họ nói chữ tình đi phải chăng hay chưa mình
thì ban nhau đi rửa nọ. Hãy răng minh xa khả chữ xa đang đuổi mình đàm thuê gánh mượn ở vai đang cho có đuổi đi rửa ủng nắng chờ bao ơ răng thì cho em nhá ơi em nhỏ vai đi đàm thế gánh nhớ mượn chờ răng mà thường nông gió em nhá bởi vì em mang thiền mân mặn lời an ở khánh nhà ôn nó hào rồi bước chân ra nền nọ họ mặt na y vai thật là chàng ê nhà ơi ê nhà răng bố thìa cho ôn nay mừng họ ra giò ê nhà ôn na về la ma khế đôi mân trùng con là thủy là mượn ba xã đang mân này ngà về là nọ thì à là una về là una nói giờ nói bộ với chung đợi đi đà mà thế gánh nhớ mượn mân bàn mương ở xa thôi chỗ rầy nhà bởi vì rơi an nửa nó hơi ảnh măng chiêng ôn cả đời quên rồi nên ổn nào ổn à con à bê la đỡ bố cho ra bố chung đỡ đi đà mà thế gánh nhớ mượn đỡ mà cá bà ê nhà ra nhỏ ê nhà hơi chuyện đi à mình đỡ lại hư nọ hơi bấy chữ un hỏi vài lưỡi bên em đi về nọ un hà chưa biết hỏi chưa cầu hỏi thăm về hoàn cảnh chữ hào người đời mình ôn hả thôi đều thuộc thôi mày nọ ôn chưa mắt hoài điều đó anh hơi bộ thứ nhật na mênh thăm xóm thăm mương thăm quê thăm quán thăm giá đi ngà đôi bên thôi mày nọ nhưng mà mênh hỏi